sinh ra tại quê ngoài các anh ạ. Bác sở dĩ mà bác sinh ra tại quê ngoài là bởi vì ông Nguyễn Sinh Sắc, bố của bác Hồ, vốn là một trẻ mồ côi. Được cụ Hoàng Đương ở Lăng Hoàng Tru là một người thầy giáo đưa về nhà mình nuôi cho ăn học ở Lăng Hoàng Tru. Sau đó thì Nguyễn Sinh Sắc trở thành một chàng trai rất là giỏi, học hành nổi tiếng ở trong vùng này. Cho nên là cụ đã quyết định là gả cái con cái đầu lòng của mình là bà Hoàng Thị Loan cho ông Nguyễn Sinh Sắc. Sau đó thì ông bà lại cắt đất và dựng nhà cho các con, một ngôi nhà nhỏ ở Lăng Hoàng Tru cho bố mẹ bác ra ở riêng. Vì thế mà bác cùng với anh chị được sinh ra tại Hoàng Tru quê ngoài, chứ không phải làng Sen quê nuôi ngay. Và bác gắn bó tại Hoàng Tru quê ngoài cho đến lúc 5 tuổi đấy ạ. Và bác lên 5 tuổi thì gia đình bác đi Huế, tức là bác xa quê lần đầu tiên vào lúc 5 tuổi. Năm 1895. Dạ. Bác sinh năm 1890. Dạ. Gia đình bác đi Huế là bởi vì bố bác thì học tập tại kinh thành Huế và mẹ đã đưa anh em bác vào Huế để giúp cho chồng ăn học. Thế nhưng mà tại Huế thì không may là mẹ bác lâm bệnh nặng và qua đời khi mà sinh người em út của bác là cậu Nguyễn Sinh Xin đấy ạ. Sau đó thì em trai bác cũng mất khi chưa đầy 1 tuổi. Sau đó thì cả gia đình bác lại chuyển về sống tại Hoàng Chu. Và năm 1901 là bố của bác Hồ là ông Nguyễn Sinh Sắc dự kỳ thi hội và ông đỗ học vị phó bảng. Bố bác là người đầu tiên đỗ đại khoa cao nhất làng này, cho nên là bà con ở đây đã xuất công quỹ mua một ngôi nhà gỗ 5 gian mà lát nữa chúng ta sẽ thăm đấy ạ, để mừng cho ông phó bảng. Đây là một số hồ láng giềng thân thiết của nhà bác Hồ ngày xưa. Thì bây giờ con cháu của mấy họ này có hay có tới đây không? Dạ, họ vẫn sống xung quanh ở đây ạ. À. Ở đây thì có một cái giếng cốc mà ngày xưa bác vẫn thường cùng với anh chị ra đây gánh được về cho cả gia đình dùng đấy ạ. Ở đây thì anh thấy trước cổng chúng ta đề tấm biển là nhà của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Chúng ta ngày xưa ngày bác về thăm quê thì thấy ba con đặt trước cổng nhà mình tấm biển là nhà của Hồ Chủ tịch. Nhưng mà bác nói rằng là đây á là nhà của ông phó bảng. Là vì bác mà nói là nhờ cha đủ phó bảng thì gia đình bác thì gia đình mới có cái nhà đó. Nhà như thế này. Cho nên là bây giờ các anh thấy là ngoài tầm cổng là chúng ta gọi là nhà ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Đó là từ sự khiêm nhường đó. Dạ. Cái đó là dâu hả chị? Là đâu ạ? À đây là đầu. Cái đầu phải không? Ngay bác về thăm quê thì có một đồng chí lãnh đạo tỉnh đã xin phép được trồng hoa trong vườn nhà bác cho cảnh quan của nhà bác thêm đẹp. Yeah. Nhưng bác nói rằng là bác đồng ý cho cô chủ trồng hoa nhưng mà theo bác thì hoa khoai lang vẫn đẹp. Thì bác mà nói là lúc bấy giờ đất nước đang đói nghèo nên bác muốn tăng gia sản xuất. Cho nên là mùa nào thức nấy chúng ta bây giờ chỉ trồng khoai lạc đầu trong vườn bác. Ở đây là đầu ạ. Như em đã giới thiệu thì đây chính là ngôi nhà 5 gian mà bà con đã mừng cho bố bạc khi mà ông đỗ phó bảng. Và còn cái ngôi nhà ngay bên dưới này là món quà mà người anh trai cùng cha khác mẹ của bố bạc là ông Nguyễn Sinh Thuyết. Nghe tin em đỗ đạt thì cũng đã dỡ cái lọng thóc của nhà mình sang để làm cho em mừng em công thành danh toại. Và gia đình bạc chuyển từ Hoàng Tru về làng Sen này sống từ năm 1901 đến năm 1906. Tức là từ khi bạc 11 tuổi cho đến năm 16 tuổi ạ. Về đây thì gia đình bạc thì còn có 4 cha con nữa. Mẹ và em trai của bác đều đã qua đời. Sau này thì cả ba chị em bác đều hoạt động yêu nước. Cả cô Thanh, cậu Khiêm đều không ai lấy vợ lấy chồng. Cho nên bàn thờ bây giờ là nơi thờ chung cho cả gia đình bác. Đó là bố mẹ, anh chị và em của Nguyên. Ngôi nhà này cũng là nơi hồi tụ của những trí thức lớn của xứ Nghệ lúc bấy giờ ạ. Như là có cụ Phan Bồi Châu, nhà cách đây khoảng 7 km. Cụ Đặng Nguyên Cẩn là bố của giáo sư Đặng Thái Mai. Và cử nhân Vương Túc Quỷ là thầy giáo của bác. Cả cụ thường đến đây để đam đào thơ văn và bình luận cho thầy cuộc. Bác chúng ta là người con nhỏ nhất, được cha cho đứng bên cạnh để giúp cha lấy nước lấy ta tiếp khách. Vì thế mà hàng ngày bác được lắng tai nghe những câu chuyện yêu nước của các cụ. Đó cũng chính là tiền đề để sau này bác suy ngẫm và lựa chọn con đường làm cách mạng riêng của mình ạ. Đó là toàn bộ nội dung thuyết minh tại di tích Lăng Sen quê nuôi này. Xin cảm ơn bạn Phạm Thị Oanh. Đối với các bạn đang tham gia chương trình, chúng ta đang chia hai đội và sẽ có một thử thách ở đây. Đội nào chiến thắng thử thách này sẽ nhận được chứng nhận trí tuệ. Nếu không thắng thì gọi là... Thực ra thử thách lần này sẽ không phải từ phía chương trình đưa ra. Các bạn sẽ tự đặt câu hỏi cho nhau. Hai đội sẽ có thời gian 10 phút để đi tìm hiểu thêm thông tin về khu vực di tích. Sau đó, hai đội sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho nhau.
Nếu đội nào trả lời đúng nhiều hơn thì đội đó chiến thắng. Ngoài nhận được dấu mộc chứng nhận trí tuệ thì các bạn còn giành được phần thưởng phụ là bữa trưa thịnh soạn. Có khoanh vùng cái câu hỏi không? Từ khi mình bước vào khu di tích có cái gì là hỏi đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Đi thôi. Xin mời. Đi, tôi cũng hỏi thôi. Đi. Chắc chắn phải nhớ nha. Đúng rồi, em học ấy lắm. Mà đi chỗ khác đi. Em học toán giỏi lắm. Đúng không? Đi, mình qua đây. Anh em qua đây đi. Ủa, em chọn cái chỗ mà không có ai luôn á. Không ai để hỏi luôn á. Không có đường, không ai để hỏi luôn kìa. Thôi, không được. Đi ngược lại, trong cổng có mấy cô hướng dẫn viên kìa. Đi, thôi chơi hỏi hướng dẫn viên đi. Hướng dẫn viên. Hey, thôi chơi hỏi hướng dẫn viên đi. Hướng dẫn viên. Bây giờ mình cử một người ở đây qua bệnh nghe. Đúng không? Giờ bạn ở đây nè. Em ơi, em gái ơi. Em giúp giùm anh nha, em ơi đi. Em thấy anh Giang lại Hiếu thứ hai với lại Trương Chí Thịnh không? Đó, mà bàn cái em đứng quay phim, em được đứng trước máy nha. Em đứng, em nghe thử giùm anh coi họ nói cái gì. Không được đâu em ơi. Sao vậy? Không được đâu em ơi. Sao vậy? Ở trong khuôn viên của bác mà mình chơi gian xảo như vậy là không được. Bác buồn đó. Thật thà, dũng cảm đâu ra. Thà mình chấp nhận đói. Thật thà dũng cảm. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, thêm tốn nữa. Thật thà, bây giờ mình không được cái nào luôn. Thôi, mình bỏ đi. Ok. Mình cố gắng đi, mình thua mình chịu. Vậy em đi chơi đi, đừng có nghe lén người ta không tốt nha. Hồi nãy là tụi anh thử thôi mà em dạ là không được. Đúng. Lần anh... sau mà ai dụ như vậy là em cũng không, không, không. Chỉ là một phép thử của em thôi. Vậy mà em không làm đúng lời bắt dạy. Ủa gì vậy? Bây giờ nè. Ủa đội mình có 3 người tới hả? Ở 3 người hả? À quên. Mình hỏi cái bản là lúc đầu là ghi cái gì? Nhà của ai? Cái đó dễ quá. Bây giờ thật sự ra này, bây giờ nếu mình hỏi này, bây giờ anh em mình test nhau đi trước khi đi hỏi người ta. Đúng rồi. Đúng chưa? Em của bác tên gì? Em của bác là không có hai anh chị, là một chị tên Thanh, một anh tên Kim. Anh hỏi là em của bác mà. Em trai của Kim. Kim anh. Kim anh, em trai. Đó, thấy chưa? Em trai của bác. Em trai là Nguyễn Sinh Xin. Mất lúc mới chưa đầy tuổi đó, nãy chị nói đó. Nhỏ liên quan nhà bác không hả? Thì hỏi bây giờ hỏi nè, có hoa màu bác muốn trồng phía trước nhà bác là hoa màu gì? Hoa cô dễ đó. Đó, cô dễ đó. Biết rồi. Lan. Dạ. Hoa lan. Cái bưởi này á là trồng sau đúng không? Mà chị có nhớ là trồng năm bao nhiêu không? Tức là sau này khi bác về thăm quê năm 1957 là bác nhắc cả cái cây, cả cái vị trí của những cây trong khu vườn này thì chúng ta mới trồng lại theo đây nhắc. Là mình coi như là trồng là từ năm đó luôn đi. Dạ, năm 57. Bây giờ mình sẽ đặt cái câu hỏi là bác Hồ nhắc lại là trồng những loại cây nào trong vườn, là có cây bưởi nè, cây câu nè, cái ổi đây nè, cam, cây cam. Rồi cái hàng cây gì bên đây là cây dâu. Đây một bên này là tre màn hảo. Nghe thì gọi là tre màn hảo. Còn bên này là râm bụt. Đó, hỏi câu này được đó. Người anh tặng cái căn nhà kế bên cho bác năm nào? Năm 9. Anh lấy cái gì quên này? Anh của bác lấy cái gì để đem qua tặng? Lẩm thóc. Một cái đó khó đó. Đó là anh của ba bác hay là anh của bác? Anh của ba bác. Anh của ba bác. Đó là tặng cái gì? Đó tặng cái gì? Tại vì là ba của bác là có một người anh cùng cha khác mẹ. Đúng rồi, chính xác. Đậu gì? Mùa bạc cái đầu phó bản. Đậu phó bản cho nên là người anh mới tặng căn nhà. Mà cái đó là cái gì? Tặng gì chị nói lại đi chị. Nhà là bằng cái gì chị? Được cái lẫm thóc, giữa cái lẫm thóc của nhà mình sáng để dựng cái ngôi nhà này. Trời ơi sao vậy? Bên em mới hỏi là cái nhà mà được tặng là của anh cùng cha mẹ của ba bác. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Đừng chính xác. Là chú đó. Đúng rồi. Bạc ạ. Bạc. Thôi, tập trung vô lời bác Hồ dạy đi. Thôi, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Đúng, thật thà đi, thật thà đi. Thật thà. Thôi đi.
cái này là cái bình, cái bộ ấm chén này là bộ ấm chén thiệt hồi xưa của ba bác xài làng đó. Quên Giang nó mất tiêu rồi. Ủa đồ thu đó hết trơn rồi trời. Hiếu ơi Hiếu. Dạ. Ngày đến bao nhiêu kỳ cọc với sao không ta? Ủa đi đâu anh vậy? Anh Giang anh Thịnh. Đi đâu vậy? Đang coi nhà kế bên. Hả? Coi nhà kế bên. Hồi nãy em có đi phía sau không? Em không có đi phía sau. Mình ý là cũng không có gì để... Vô cái hồ, vô cái giếng đây, đây là giếng cốc. Đó, cái câu này cũng hay nè. Tại sao lại đặt tên là giếng cốc? Giếng cốc. Cái người đào ra tới cốc, đây đây có rồi. Vậy mình hỏi cái giếng này sâu bao nhiêu mét đi? Cái giếng này hình gì? Hình bong bóng. Hình cái phễu. Không, hình cái đèn. Đèn sợi tóc, bóng đèn sợi tóc. Không nè, nó có cái này nè. Sau thời gian thu thập thông tin thì các bạn đã sẵn sàng câu hỏi để đặt cho đội đối phương chưa? Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi. Trước khi chúng ta bắt đầu chơi, tôi mời Lâm, để biết Lâm biết. Mời Lâm đọc 5 điều Bác Hồ dạy. Thưa anh Giang. Dạ. Thưa anh Thịnh. Thưa anh em. Em xin đọc 5 điều Bác Hồ dạy. 1. Yêu tổ quốc. Yêu đồng bào. 2. Học tập tốt. Lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ vệ sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Những điều em đã làm được và có những điều em chưa làm được. Tức là cái điều giữ gìn vệ sinh thật tốt. Giữ gìn vệ sinh tốt và thật thà em chưa làm được. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Không thể nào thật thà được. Thật thà nha anh em. Bên đó đặt trước đi ạ, đàn anh. Dạ, câu đầu tiên nha. Trên lối vào nhà bác có một cái bảng cấm màu xanh. Hỏi đó bạn nó cấm cái gì? Bạn nó cấm cái gì? Ren. Ren. Câu này quá. Kính thưa hội đồng, khi mà mình bước vào thì mình thấy một tấm bảng màu xanh. Hồi nãy màu em đọc luôn đó. Chữ màu trắng luôn. Đúng. Cấm quay phim, cấm chụp hình, không xả rác. Cấm hút thuốc. Cấm hút thuốc. Cấm không bẻ cây. Không bẻ cây hái cành. Không rờ vào hiện vật. Xong chưa? Em kể dư nha. Có là mình chắc lọc chứ không thể nào mà đúng được. Không, chính xác. Cái bảng màu xanh bên tay trái là không thắp hương, không hút thuốc. Vậy đúng chữ hút thuốc. Không. Được 50% điểm. Không, sai rồi. Sai rồi. À, ok. Thua. Thua, chúng tôi thua. Thôi thua, thật thà dũng cảm mà. Đúng. Thua sao anh cọc vậy? Nãy giờ tụi tôi nói những cái đơn giản thôi với mọi người. Sao cái nói đơn giản nó tụi tôi ngu à? Dễ nó tụi tôi ngu à? Thôi để em đặt câu hỏi cho bệnh. Đúng. Khó đẹp. Khó nha. Khó thiệt khó nha. Dạ. Thôi đừng khó, anh Giang mà khó mình chết đó. Thì sau khi học hỏi được các chị hướng dẫn viên thì bọn em mới chợt biết là bác cũng có một người bạn thân. Thân ơi là thân. Thân ơi là thân. Đố các anh em ở đây, bạn thân của bác làm nghề gì? Bạn thân của bác làm nghề gì? Rồi đi luôn. Chứ không hỏi tên hả? Tại nếu như mà anh em đi đủ là sẽ thấy. Cái bạn nhà có bạn, bạn. Có cái bạn. Nhà mình có ba người, mình cứ nói ba cái nghề mình là có thể trúng. Đúng đúng, cho trả lời ba lần luôn. Trên cái đoạn đường vô là chị có giới thiệu là nhà láng giềng của bác á. Sau nãy mình hỏi là nhà nó bây giờ bà con vẫn ở gần đây luôn. Dạ đúng rồi. Mà mình hôm nãy mình không có đi qua ra khu vực này cho mình không biết. Mà ngày xưa thì làm gì có nhiều nghề, làm nông,
qua làm cái gì đó thôi. Thôi được rồi, làm đồ gì đây rồi, làm kế toán được rồi, được rồi, cho nên mình phải liệt kê được chứ. Nghề thì hồi trước có nghề nông nè, dạy học nè, nghề thầy thuốc nè, thầy thuốc học thuốc đó. Có mấy nghề thôi. Đúng rồi, gần tới rồi, gần tới rồi đúng không? Gần thuốc rồi. Trời đâu gần tới thầy thuốc, thầy thuốc học thuốc á. Hồi xưa có thợ rèn nữa không? Thợ rèn ở đó không mạnh đâu, không phải khu vực trốn đi. Chốt đi. Một. Tại vì nhà bác là nhà giả rồi. Thuốc rồi, hấp thuốc. Ba. Nghe gì? Nghe thầy thuốc. Thầy thuốc. Và đáp án là tẹt rồi. Đáp án đó chính là đáp án đó chính là anh Thịnh. Anh Thịnh nói đúng. Nghe rè nó xem nửa tháng rồi. Rồi thôi xem nữa. Em không phải thông minh vậy luôn á. Trời ơi. Ngày xưa có mấy ngày thôi. Đúng rồi. Trời ơi, đạo diễn hay quá. Hay quá. Trời ơi, anh trả lời cái này quýu người. Trời quýu em. Anh quýu em. Em gồng gồng lên. Thầy thuốc. Hốc thuốc, hốc thuốc. Hốc thuốc á. Thầy thuốc, hốc thuốc á. Hồi xưa có thợ rèn nữa. Hồi xưa có thợ rèn nữa. Không, thợ rèn ở đó không mạnh đâu. Rồi, giờ chốt đoán án chưa? Chốt giờ. Chốt đi. Anh đeo cái con đó chứ không là không trả lời được. Chưa. Nó chẩn đó anh thấy chưa? Chưa. Nhưng mà cái câu mà anh phán câu cuối cùng luôn ha. Ờ, sợ liền luôn. Không biết diễn sao luôn. Thôi đó. Là con Quy trắng rồi đó. Cảm ơn Quy. Câu hỏi này rất là đơn giản. Thôi đừng có đơn giản anh ơi. Giờ là không khí căng giùm tụi em cái đi. Không khí đã áp lực rồi. Hồi nãy là tất cả anh em mình đều đi vô thăm nhà của bác đúng không? Đúng. Và mình thăm rất là kỹ đúng không? Đúng. Thăm từng góc vườn này nọ kia. Đúng. Thì giờ cho anh hỏi một câu nhỏ thôi. Nhà bác Hồ á lợp bằng lá gì? Thấy anh hay chưa? Anh chết với tụi tôi. Chết liền. Đúng. Giờ mình phân tích lá đi. Đúng. Ở đây có hai, có nhiều loại lá. Không thể nào là lá dừa. Là lá dừa nè. Đúng. Lá mè nè. Không? Lá cọ nè. Ừ. Đó. Nhưng mà lá này rất lạ, là đầu tiên mình biết luôn. Lá mè. Ủa gì vậy? Anh thấy nó nhỏ nhỏ vậy, anh nghĩ là lá tre. Bây giờ mình trả lời câu cuối cùng, đáp án của chúng tôi là đáp án. Ủa không biết nữa hả? Ủa sao? Trời ơi. Hôm nay quá anh đây. Ủa trời ơi. Diễn đi. Phải là nó là liệu phẩm. Trời. Cái lá này rất là ấn tượng. Đúng. Bởi vì trong đoàn mình có bạn tên lá này luôn. Đúng. Và đáp án của chúng tôi là lá mía. Lá mía. Trời. Ở cái căn nhà này ngoài tre nứa cái lợp mái ngói á, mái là dùng gì chị? Lá mía vô. Cái đó là lá hồi xưa hay là lá bây giờ? Không, anh đừng hỏi nữa. Trả lời giùm em đúng hay sai là đó rồi, gật đầu vậy thôi. Chứ tụi em mía, mía ở vùng nào? Thôi khỏi luôn. Mía có nhiều loại mía. Đâu phải cây mía nào cũng là lợp lá được đâu. Thôi anh ơi, anh thua cái anh sản rồi. Rồi bây giờ tới đây hỏi nha. Có này, một câu rất đơn giản. Rất đơn giản. Tại sao hồ cốc, giếng cốc lại có tên là giếng cốc? Câu này thì dễ, đối với anh thì anh có đọc qua. Thôi ơi, hay vậy. Rất là may mắn đọc qua một lần. Hay quá. Tại cái này ấn tượng lắm. Cái tên hồ giếng cốc này là lấy tên từ một cái người đào cái giếng đó. Tên gì? Nhớ may mắn rồi, anh nhớ danh cốc cái gì đó. Danh cốc đúng không? Nguyễn Danh Cốc. Nguyễn Danh Cốc. Hay quá Thịnh ơi. Hay quá. Đúng rồi, đạo diễn. Cứ khó đi, khó đi. Thấy chưa? Bên kia cầm cuốn tập cuốn sách còn ngược. Giờ cũng ao ớ, giờ bàn nhau. Thôi thì đồng đội em là quyết định là hỏi một câu dễ. Câu này con nít cũng biết. Nữa. Ủa sao cái đội này hay chơi chiến thuật đó đó lắm nha. Không, con nít cũng biết nhưng mà người lớn như mấy anh lại càng phải biết nữa. Càng phải biết, cái này là sai rồi. Khó lắm. Ok, khó rồi, khó gì, khó làm nghề à? Là bác có hai lần về thăm quê. Thì hỏi là năm mấy? Vào những năm nào? Cái năm mà trồng cây là năm nào quên rồi. Ủa? Đưa cho anh mượn coi. Từ từ anh bàn đi, mình bàn đi. Đây. Cái này biết là biết, không biết là không biết à. Cái anh bỏ tay khoan trước cái ngoài cho đến lúc 5 tuổi đấy ạ. Và anh đã bạc lên 5 tuổi thì gia đình bạc. Anh Tuấn nói đi anh Tuấn. Thì hồi nãy có nghe chị nói là bác về
năm năm đầu tiên là 1957 là bác có nhắc là cái cổng nhà bác đặt ở chỗ này, trồng cây gì cây gì cây gì. Rồi sau đó là lần thứ hai là bác về năm 1961 và là hai năm đó. Chính xác nha. Hay quá chuyện này nha. Chính xác. Ủa vậy hay quá chuyện này nha. Thôi ơi, lưu loát dữ vậy ta. Ủa vậy hả? Thiệt luôn hả? Thì cũng mang thôi, không ngờ là chính xác như vậy. Hay quá, một tao tay cho Kiệm Tuấn. Em rất là hãnh diện, cảm ơn gia đình rất nhiều. Đúng rồi. Rồi bây giờ bên đội em hỏi nè. Hỏi đi Rich. Hôm nay chắc anh Giang biết. Không biết đâu, anh đâu có biết. Thì anh của bác là Nguyễn Sinh Khiêm. Thì ông mất vào năm 1950. Lúc đó bác không thể về viếng anh của bác được. Thì lúc đó là nước ta đang trong chiến dịch nè. Năm 50 là biên giới Thu Đông, 54 là Điện Phủ. Điện Phủ Đông, em trả lời đi. Biên giới Thu Đông. Bạn thân của bác làm nghề gì? Xưa có thợ rèn nữa. Tại sao Giếng Cóc lại có tên là Giếng Cóc, danh cóc đúng không? Thì ông mất vào năm 1950. Thì lúc đó là nước ta đang trong chiến dịch nè. Biên giới Thu Đông, em trả lời đi. Biên giới Thu Đông. Dạ đúng. Tèn, đúng rồi, đúng không? Đi vậy, đúng rồi, đúng rồi. Ai biết thôi anh em không có ấy. Đúng, tẹt. Đúng, tèn. Hay quá, trả lời. Kiến thức quá hay. Thời gian ghi hình của chúng ta đã đủ rồi. Hai đội đã đưa ra những câu hỏi thú vị và kết quả hiện giờ, hai đội có điểm số bằng nhau là 2 điểm. Chúng tôi quyết định công nhận hai đội có trí tuệ. Thôi chúng tôi với lòng tự trọng của mình. Đúng. Đội tôi xin công nhận. Là không ăn cơm á hả? Không ăn cơm cũng được, tại tôi thấy kiến thức mình yếu quá. Với lại những cái biết về gia đình bác cũng tệ quá. Mình có học rồi nhưng mà mình lại không có nhớ nhiều. Nên xin phép không nhận cái dấu này. Dạ em mạn phép em nhận. Đội em ăn cơm nhưng mà đói bụng thì phải ăn, cho nên mới nói ra dẻ thì ra dẻ kệ. Đội vô em vẫn nhận cái mọc ăn cơm. Rồi bây giờ mình có cái quyết định này, mình không nên nhận, nhưng cái mọc đó đóng vô hai trang, mình để vô tức là mỗi bên được nửa cái trí tuệ thôi. Cho có đóng chứ không đóng biên tập buồn. Tức là mình để hai cái đóng cái cạch, mỗi bên có một cái nữa là mình còn thiếu về phải trao dồi vô. Ủa là mình bị lửa hả? Thiếu đó. Rồi như vậy là hai đội đều đi đến thống nhất là mỗi đội được nửa cái mọc trí tuệ sư phạm đúng không? Chị đóng giáp like giùm tụi em xong công chứng luôn. Rồi, chấp nhận. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta là đội nào cũng chưa đủ kiến thức về lịch sử, về bác, về gia đình ha. Dạ. Yeah. Và chúng ta mỗi người được nửa dấu. Dạ. Yeah. Nên chúng ta ăn nửa bữa cơm thôi. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái thử thách trí tuệ ở đây ha. Chương trình cũng rất là vui vì thấy là các bạn hết sức là khiêm tốn, cũng là một trong những cái phẩm chất đáng quý của người đàn ông ha. Chúc mừng các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang thung lũng Eo Gió để dùng cơm trưa, và biết đâu thì chúng ta sẽ gặp lại cái người đồng đội còn thiếu chúng ta sáng giờ. Nấu ăn cho mình đó. Sáng giờ mà nếu mà có Quy thì nhiều khi là mình sẽ trả lời được nhiều hơn. Dạ, Quy đúng rồi, là giỏi. Em thấy giỏi giang gì đâu. Ê, nhưng mà anh Quy ở thung lũng Eo Gió. Trời ơi, thấy hiu hiu gió. Thấy Quy về. Thấy Quy về. Rồi lại em đi qua thung lũng là bóng đêm ghi bằng chân là anh Quy ghi. Trời ơi, bóng Quy ghi bằng chân.